mỗi ngôi chùa là năm nay thấy rất đẹp mà rất thanh tịnh, mà lúc nào cũng sạch sẽ, chỗ nào cũng gọi là chùa rất chi tịnh tâm luôn. Gia đình lên đây vào một buổi tối thì thấy rất là ý nghĩa và vui vẻ. Đi chùa thì cảm thấy trong lòng nó rất là ấm cúng này, mình cảm thấy rất là vui nữa, mà không khí thì nhộn nhịp, khung cảnh thì đẹp, tuyệt vời. Mùa xuân đến muôn hoa đua nở, mùa xuân đến con đi lễ chùa, vào chùa vái Phật linh thiêng. Mùa xuân đến hát ca reo mừng, mùa xuân đến mô vui rộn ràng, hương tâm ngát hương đón xuân về. Cúi đầu con lạy Đức Phật Thích Ca, cầu cho gia đình mạnh khỏe. Rất là nhiều lần gia đình đã đến chùa Ba Vàng, và lần nào đến thì cũng cảm thấy là cái khâu chuẩn bị của chùa rất là chu đáo, và cảm giác cái không khí rất là vui tươi ấm cúng, và mọi người đến đây cảm giác rất là thoải mái, được thư giãn. Thì mình thấy là về cảnh quan thì mỗi năm mỗi khác, năm nào cũng sẽ để lại cho mình một cảm giác mới lạ, ấn tượng. Đấy, như năm nay thì mình có thấy có những cái trò chơi này rất là vui. Đấy. Sư thầy này, các cụ rất là nhiệt tình. Đấy thì chị đến lễ thì với một cái tâm là rất là tĩnh. Đấy thì hôm nay chị đến với chùa Ba Vàng thì là chị cũng cầu mong là cho gia đình cũng như là cho toàn thể của quốc thái dân an để được một năm là an khang thịnh vượng. Lên chùa vào dịp Tết này thì cảm thấy là không khí rất là đông vui nhộn nhịp, và cũng cảm giác là nó thanh tịnh, và cảm thấy là ngày lễ Tết đi được đi với gia đình thì nó đầm ấm vui vẻ. Mùa xuân đến muôn hoa đua nở, mùa xuân đến con đi lễ chùa, vào chùa vái Phật linh thiêng. Mùa xuân đến hát ca reo mừng, mùa xuân đến mô vui rộn ràng, hương tâm ngát hương đón xuân về. Đây là ngày đầu xuân mà tôi cảm thấy đến chùa này là lần đầu tiên, chúng tôi cũng là rất vui. Chùa thứ nhất là thanh tịnh này, thứ hai nữa là không khí chùa thì cảm thấy trong lòng nó rất là ấm cúng này, mình cảm thấy rất là vui nữa, mà không khí thì nhộn nhịp, khung cảnh thì đẹp. Mình thấy năm nay cảnh quan chùa thì thay đổi so với mọi năm rất là nhiều, đẹp hơn và nhìn trông rất là hoành tráng, và các trò chơi dân gian cho các cháu được trải nghiệm, và các cháu cũng hiểu thêm về các trò chơi dân gian của bố mẹ ngày xưa, và bọn mình cũng như ôn lại những kỷ niệm và ký ức của ngày xưa rất là nhiều. Thì những hoạt động ở chùa thì sẽ làm cho những du khách đến đây thì sẽ được cảm giác là ôn lại những cái thời từ bé lớn lên, gợi lại để cho giúp cho mọi người là nhớ lại kỷ niệm từ xưa mình đã lớn lên, và cũng như là cảm giác mọi người được an lành hơn, được hạnh phúc hơn. Mình đi chùa đầu năm thì cũng mong muốn duy nhất là cũng mong một năm bình an, nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Mình mong muốn một năm mới nhà nhà đều mạnh khỏe, an khang thịnh vượng ạ. Mình mong cầu cho gia đình được sức khỏe và an vui hạnh phúc ạ. Kính chúc Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cũng như là toàn thể các chư tăng, chư ni và các Phật tử đến với chùa Ba Vàng là có một sức khỏe dồi dào và một năm mới hạnh phúc. Thank you.